Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 64. Em ôn lại những gì đã học. Trang 18, 19, 20. Sách giáo khoa môn toán lớp 5 theo chương trình VN, hay ta còn gọi là theo mô hình trường học mới. Và trên kênh của chúng mình thì các em nhớ là chương trình sách giáo khoa Đại Trà, thầy đã làm chúng ta đầy đủ chi tiết vở bài tập tập 1, tập 2, phiếu bài tập từ tuần số 1 đến tuần số 35 và vở luyện toán tập 1, tập 2 trên kênh chúng ta đã có đầy đủ các em tìm, các em học nha. Đặc biệt là những cái đề kiểm tra giữa kỳ 1, cuối kỳ 1, giữa kỳ 2 và cuối kỳ 2 thầy cũng đã làm cho các em rồi, các em có thể tìm, các em tham khảo. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 18 để chúng ta cùng vào cái tiết học hôm nay. Đấy, như vậy thì sau khi học xong cái bài này thì chúng ta sẽ ôn tập lại những cái công thức mà tính chu vi, tính diện tích hình tròn và vận dụng để giải những cái bài toán mà liên quan đến chu vi và diện tích của hình tròn. Đấy, thì đây chính là mục tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái hoạt động số 1, hoạt động thực hành. Giáo viên hoặc là cái người quản trò trong lớp sẽ tổ chức cho các em chơi cái trò chơi gọi là truyền điện. Thì cái này rất là quen thuộc rồi. Và sẽ chia thành các cái nhóm này. Và mỗi nhóm sẽ được phát một cái phiếu học tập. Và cụ thể cái phiếu này thì sẽ ở trang 19, tí chúng ta sẽ tìm hiểu. Và lần lượt thì mỗi bạn trong nhóm sẽ trả lời một câu. Và cả nhóm kiểm tra kết quả. Bạn làm đúng thì tiếp tục là sẽ được chỉ định cái bạn khác làm câu tiếp theo. Và trong thời gian là khoảng 3 phút thì cái nhóm nào mà hoàn thành hết bảng và ít sai nhất thì sẽ là cái nhóm chiến thắng. Đó, vậy thì cái phần này thì giáo viên sẽ tổ chức cho các em. Rồi, vậy thì thầy sẽ làm một cái phiếu là cái phiếu mẫu của người ta ở đây để cho các em nắm nè. Ở đây các em thấy người ta cho mình một cái bảng. Đây là cột nội dung nè. Đánh dấu X vào cái cột thích hợp nè. Nội dung ta có từ câu A cho đến câu Y nè. Đúng thì các em sẽ đánh dấu X vào cột đúng nè. Sai thì các em sẽ đánh dấu X vào cột sai. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nha. Bán kính của hình tròn là đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm trên đường tròn đó. Đúng các em? Đó, các em nhớ là bán kính nè. Đấy, đường tròn như thế này đúng không? Đây là tâm nè. Vậy thì nối từ tâm nè. Đến gì? Đến một cái điểm trên đường tròn. Thì đây được gọi là gì? Bán kính đúng không? R. Đúng nào? Vậy thì câu này sẽ là câu đúng. Được chưa? Câu B này. Tất cả các bán kính của hình tròn đều bằng nhau. Đúng không các em? Vậy thì đây là bán kính nè. Cứ từ tâm mà nối ra gì? Nối ra cái điểm bất kỳ ở trên đường tròn này nè. Thì tất cả cái khoảng cách này nó đều gì? Đều bằng nhau. Bởi vì sao? Nó đều từ tâm mà nối ra cái đường tròn. Đúng không? Vậy thì đây sẽ là gì? Câu đúng tiếp. Rồi. Đoạn thẳng nối hai điểm trên đường tròn là đường kính của hình tròn đó. Câu này có đúng không? Đây, nối hai điểm trên đường tròn. Đây là tâm nè. Vậy thầy sẽ có điểm thứ nhất đây, điểm thứ hai ở đây. Vậy thì thầy nối đây hai cái điểm như thế này thì có được gọi là đường kính không các em? Không được gọi là đường kính đúng không? Đường kính của chúng ta nó phải làm sao? Đường kính là đường thẳng nối hai điểm trên một đường tròn, nhưng mà nó phải đi qua gì? Qua tâm của đường tròn. Đó, nó phải đi qua tâm thì mới được gọi là đường kính nha. Còn nếu mà không đi qua tâm thì không được gọi đường kính. Sau này các em học lớp 9 thì các em sẽ học đây là dây cung. Đó, vậy thì câu này sẽ là câu gì? Sai nha. Rồi. Các đường kính của hình tròn có độ dài khác nhau. Đúng hay sai các em? Vậy thì câu này sẽ là câu gì? Sai ngay lập tức. Vì sao? Tất cả các đường kính đều đi qua tâm. Đó, nó bằng hai lần bán kính. Mà bán kính của đường tròn bằng nhau thì đường kính nó phải làm sao? Bằng nhau chứ làm sao mà khác nhau được, đúng không? Đấy, câu sai nha. Rồi, câu tiếp theo. Đường kính của hình tròn gấp đôi bán kính của hình tròn. Chính xác không? Đây là trong định nghĩa chúng ta đã nắm rồi, đúng không? Độ dài đường tròn được gọi là chu vi của hình tròn. Đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ tính tất cả cái mà bao quanh này nè thì được gọi là độ dài của đường gì? Đường tròn, và đây chính là chu vi. Rồi.
chu vi của hình tròn bằng bán kính của hình tròn đó nhân với 3,14, tức là chu vi C bằng bán kính này R nhân với 3,14. Đúng không? Có đúng không các em? À, như vậy câu này sẽ là gì? Không đúng, mà C nó bằng cái gì các em nhỉ? R nhân với gì? Nhân với 2 nhân với 3,14. Đúng không? Đó, do vậy câu này sẽ là câu gì? Không đúng nè. Đấy, thì chúng ta sẽ đánh sai. Muốn tính diện tích của hình tròn, ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14, đúng không? S của hình tròn sẽ bằng R nhân với R nhân với 3,14, đúng không? Đúng không các em? Rồi, thầy có điện thoại tí thôi, kệ đi. Tí nữa thầy sẽ nghe sau nhé. Vậy thì câu này là câu đúng hay câu sai các em? Muốn tính diện tích của hình tròn, ta lấy bán kính nhân với bán kính nhân 3,14, đúng không nào? À, đây chính là gì? Chính là diện tích của hình tròn. Chính xác. Như vậy chúng ta sẽ có mấy câu sai? 1, 2, 3 câu sai. Đấy, còn lại là đúng. Được chưa các em? Rồi, chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Giải các cái bài toán sau. Một sợi dây thép được uốn như hình bên, tính độ dài của sợi dây thép đó. À, như vậy thì chúng ta sẽ có cái đoạn dây thép này. Nó bằng gồm mấy hình tròn đây? Hình tròn thứ nhất này. Đấy, có bán kính là 7 này, đúng không? Và hình tròn thứ hai này. Đó, bán kính là mấy? Là 10. Bây giờ họ yêu cầu mình phải tính là tính cái gì? Tính độ dài của cái đoạn dây thép này, đúng không? Vậy thì có gì khó không nhỉ? Đây chính là chúng ta chỉ cần tính cái gì? Tính chu vi của đường tròn thứ nhất, tính chu vi của đường tròn thứ gì? Thứ hai thôi, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ giải nhá. Muốn tính được chu vi của đường tròn thì chúng ta có gì đây? Có cái gì đây? Có bán kính nè. À, thì các em áp dụng công thức tính theo chu vi được không? Được không các em? Tính độ dài của sợi dây thép đó. Vậy thì mình áp dụng công thức, các em mở cái công thức của chúng mình ra. Đây, công thức của chúng mình, thầy mở lại cho các em xem nè. Chu vi của chúng ta sẽ là D nhân 3,14 hoặc là R nhân với 2 nhân với 3,14, đúng không nào? Đây, chu vi hình tròn ta có hai công thức. Hoặc là gì? Bằng R nhân 2 nhân 3,14. Hoặc là gì? D nhân với 3,14. D đây là đường kính, R là bán gì? Bán kính, đúng không? Đó, vậy thì giờ mình sẽ tính nè. Tính đầu tiên là mình sẽ tính cái gì? Độ dài. Độ dài sợi dây thép. Sợi dây thép này. Vòng tròn. Vòng tròn mình ghi luôn vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất hay là vòng tròn có bán kính. Vòng tròn có bán kính 7 cm. Là, tức là vòng tròn nhỏ đấy nha. Thì mình áp dụng công thức vào, nó sẽ bằng gì? R là 7 nè, nhân với 2 nè, đúng không? Rồi nhân với 3,14, đúng không nào? Vậy thì 7 nhân 2 là 14, 14 kem nhân với 3,14, ta sẽ được kết quả là 43, phải bao nhiêu? 96 cm. Đó, vậy thì độ dài cái đường dây thép này nè là bằng bao nhiêu? 43,96 cm. Bây giờ mình sẽ tính được độ dài đoạn dây thép thứ hai nha. Độ dài sợi dây thép vòng tròn có bán kính bao nhiêu? 10 cm. Là
Mình cũng áp dụng công thức và sẽ là R nhân 2 nhân cho 3,10, 14. 10 nhân 2 là bao nhiêu? 20. 20 mà nhân với 3,14 sẽ được là 60 mấy? 62,8 cm. Đó, vậy thì mình đã tính được độ dài của hai cái vòng tròn này rồi. Bây giờ mình có tính được cái độ dài của cái đoạn dây thép này không các em? Quá đơn giản đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời độ dài sợi dây thép đó là, đúng không? Thì độ dài sợi dây thép, độ dài cái sợi dây thép nha, à, chữ thép nữa, đó là các em sẽ lấy độ dài của cái sợi dây ngắn này, là 43,96 cộng với 62,8, đúng không? Đó, chúng ta cộng vào sẽ được bao nhiêu? 106, bao nhiêu? 70 mấy? 76 cm. Đó, và các em ghi cho thầy đáp gì? Đáp số. Đó, rất là đơn giản đúng không các em? 106,76 cm. Cm. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 3. Đây, bài số 3 đây. Hai hình tròn có cùng tâm O như hình vẽ. Đây nè, hình tròn nhỏ nè và hình tròn lớn này đều có tâm là tâm O nè. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu cm? Đó, tức là mình phải tính chu vi của hai cái hình tròn này. Sau đó mình sẽ xem chu vi của cái hình tròn lớn này này, nó hơn cái chu vi của hình tròn bé này, này là bao nhiêu, đúng không? Đấy, vậy thì mình sẽ tính như thế nào các em? Tính như nào đây? Tính chu vi hình tròn bé trước, sau đó tính đến chu vi hình tròn gì? Hình tròn lớn thôi. Dễ như ăn kẹo đúng không? Bài số 3. Mình sẽ trả lời luôn nha, là chu vi hình tròn bé. Chu vi của cái hình tròn bé là, mình áp dụng công thức C bằng R nè, hình tròn bé nè là 60 đúng không? R là 60 nhân với 2 nhân với 3,10 14. Đó, kem nhân lên thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 370 mấy? 376,8 đơn vị là cm. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì mình cũng tính được là chu vi, chu vi gì các em? Hình tròn lớn. Được chưa? Hình tròn lớn sẽ là, hình tròn lớn nè, thì chúng ta sẽ thấy nè, 60 nè, đến đây là 15 nè. Vậy thì giờ mình phải tính cái gì? Tính bán kính đã. Xin lỗi các em, chưa gì mình đã tính chu vi thì chưa được, mình phải tính bán kính đã nha. Bán kính nè, bán kính hình tròn lớn, hình tròn lớn là mình phải tính bán kính đã thì mình tính được chu vi đúng không? Sẽ là 60 nè cộng với cái đoạn từ cái đường tròn nhỏ đây nè, hình tròn bé nè, đến lớn này là bao nhiêu? 15 nữa nè. Đấy, thì sẽ bằng bao nhiêu? 70 mấy? 75 cm. Đó, vậy bây giờ mình đã có bán kính rồi, được chưa? Thì mình sẽ tính được chu gì? Chu vi nha. Chu vi hình tròn lớn, hình tròn lớn là, các em áp dụng công thức R nhân với gì? 2 nhân với 3,10 14 đúng không? Rồi, R đây là bao nhiêu? 75 nhân với 2 nhân với 3,14 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng bao nhiêu các em? 470 mấy? 71. Đúng không? Đó, vậy thì 471 này là 471 gì? Cm phải không? Chúng ta kiểm tra lại xem có đúng 471 không nào. Đúng rồi, 471 cm nhá. Rồi, vậy thì từ đây mình sẽ tính được nè. Vậy thì chu vi, trả lời là chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là,
Thầy phải chỉnh lại cái máy quay của thầy, nó cứ bị lệch các em ạ. Máy quay dạo này là nó xuống cấp lắm rồi. Rồi, lời giải thứ 3 này. Chu vi hình tròn lớn. Chu vi hình tròn lớn dài hơn, đúng không? Dài hơn chu vi hình tròn bé là. Hình tròn bé là. Các em sẽ lấy chu vi hình tròn lớn bao nhiêu? 4, 7, 1. Các em trừ đi chu vi hình tròn lớn. 3, 7, 6, 8. Vậy thì thực hiện phép tính trừ này chúng ta sẽ được là 90 mấy? 94,18, 94 phải mấy? Phải 2 cm. Đó. Và chúng ta sẽ ghi đáp số cho thầy. Đó, xong nhá. Được chưa? 94,2 cm. Được chưa? Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, sang đến bài số 4. Hình bơi tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Tính diện tích của cái hình này. Đó, vậy thì các em quan sát cái hình này. Các em quan sát hình này chúng ta thấy nè. Hình này nè, cái hình chữ nhật nè, có chiều dài nè, có chiều rộng nè là bao nhiêu? 10 nè, đúng không? Và chiều dài đây, chúng ta thấy là chiều dài của hình chữ nhật thì bằng 2 lần đây nè, 2 lần cái gì đây? Bán kính của nửa hình tròn. Đúng không? Đấy, nên chúng ta sẽ tính cái gì? Người ta yêu cầu mình đây là tính diện tích nha. Bây giờ chúng ta sẽ tính hai hình tròn này nè, thì chúng ta có thể ghép lại nó thành một nửa, thành một hình tròn đúng không? Đó. Hiểu chưa? Đấy, vậy thì hai cái hình tròn này mình sẽ ghép lại nó thành hình tròn. Có bán kính là bao nhiêu? Bán kính là 7. Đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ mình sẽ tính diện tích của hình chữ nhật trước. Mà muốn tính diện tích hình chữ nhật trước thì mình sẽ tính cái gì? Tính gì đây? Chiều dài của hình chữ nhật. Chiều dài đây chính là gì? Là D đó. D của hình tròn đó, đúng không? Đó, vậy các em làm cái nào trước cũng được. Vậy thì giờ mình sẽ giải nhá. Chiều dài nè, bài số 4 nè. Mình tính diện tích hình chữ nhật trước cũng được, mà tính gì? Diện tích hình tròn trước cũng được. Thầy sẽ tính diện tích hình chữ nhật nha. Chiều dài hình chữ nhật là. Đó, chiều dài hình chữ nhật đó là. Thì nó sẽ bằng D, đây sẽ bằng R nhân 2 đúng không? Tức là sẽ bằng 7 nhân với gì? 7 nhân 2 sẽ bằng bao nhiêu? 14. Đơn vị là cm. Thì mình có được chiều dài rồi, có chiều rộng rồi, thì mình sẽ tính được đầu tiên là diện tích gì? Diện tích cái hình chữ nhật đó nè. Diện tích hình chữ nhật đó là. Thì sẽ bằng chiều dài 14 nhân với chiều rộng là mấy? Nhân với 10. 14 nhân 10 thì sẽ bằng 100 bao nhiêu? 4 gì? 40. Và nhớ diện tích đây là cm gì? Vuông. Đúng không? Đấy. Vậy thì xong được cái anh hình chữ nhật rồi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tính đến cái gì? Mình sẽ tính đến cái anh hình tròn thôi. Anh hình tròn này thì mình ghép vào nè. Thì sẽ có R đây bằng mấy? Bằng 7 rồi. Đấy, một nửa đây bằng 7. Thì áp dụng công thức tính diện tích của hình tròn bằng R nhân 3,14 thôi, đúng không? Quá dễ rồi. Vậy thì mình sẽ trả lời diện tích hình tròn là, hay là diện tích của hai cái nửa hình tròn. Được chưa? Hình tròn ở đây tức là gì? Hai nửa này, thầy ghi cho rõ ra nhé. Đây chính là diện tích của hai cái nửa hình tròn đó. Không có nhiều em này không biết ở đâu ra. Hai nửa hình tròn. Được chưa? Là. Đó sẽ là R nhân với R. Đúng không? Nhân với bao nhiêu? 3,14.
14. Vậy thì các em nhân lên chúng ta sẽ được là 100 bao nhiêu? 83,86 và diện tích thì là cm gì? Mét vuông. Rồi vậy thì tính được diện tích hình chữ nhật, tính được diện tích hình tròn, mình có tính được cái diện tích hình bên không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là diện tích cái hình đó là, được chưa? Diện tích cái hình được tạo bởi, đi cho nó rõ đúng theo câu của người ta, tạo bởi gì? Hai nửa hình tròn và hình chữ nhật là hai nửa hình tròn và hình chữ nhật là mình sẽ lấy hai nửa hình tròn bao nhiêu? 153,86 cộng với hình chữ nhật bao nhiêu? 140, đúng không? Cộng vào sẽ được bao nhiêu? 293,86 cm gì vuông. Và mình sẽ ghi đáp gì? Đáp số 293,86 cm vuông. Được chưa? Đó. Xong chưa? Xong nhá. Rồi mình sang cái hoạt động cuối cùng ở trang số 20. Hoạt động ứng dụng. Đâu rồi? Đó, tôi có máy quay rồi, nó lung tung hết trơn. Rồi. Người ta hỏi cái gì đây? Bạn Thành muốn mua một tấm khăn trải bàn cho cái bàn hình tròn, tức là bạn Thành vẫn có một cái bàn hình tròn. Đấy, cái mặt bàn này nè. Ví dụ là như thế này, đúng không? Có đường kính là 1,2, đường kính nè. Đó, đây nè. Là bao nhiêu? 1,2 mét nè. Vậy thì bây giờ người ta hỏi nè, em hãy giúp Thành tính xem, để phủ hết cái bàn hình tròn đó, tấm khăn trải bàn phải có diện tích nhỏ nhất là bao nhiêu? Đó. Vậy thì cái này có gì khó không chúng ta nhỉ? Vậy chúng ta chỉ cần tính gì? Họ cho đường kính, mình chỉ cần tính cái gì đây? Đây thực chất là chúng ta tính diện tích gì? Diện tích của cái mặt bàn này thôi, đúng không? Đúng không? Đấy. Vậy chúng ta sẽ trả lời nè. Muốn tính được diện tích này, chúng ta đầu tiên phải tính cái gì? Tính bán kính đó nè. Đúng không? Vì sao? Công thức tính diện tích hình tròn này, R nhân R mà họ cho đây là gì? Là D nè. Đó, người ta cho mình đây là D thì sẽ bằng bao nhiêu? 1,2 mét rồi. Được chưa? Vậy thì mình sẽ tính là bán kính. Bán kính gì các em? Của gì? Cái bàn hình tròn đó, đúng không? Bán kính của cái bàn hình tròn đó là, sẽ là 1,2. Các em chia cho mấy? Chia cho 2. Vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 0,6 thôi mét. Bây giờ có bán kính rồi, có tính được diện tích không nào? Vậy thì giờ mình sẽ trả lời. Vậy thì họ hỏi gì? Để phủ hết cái bàn hình tròn đó, tấm khăn trải bàn phải có diện tích là bao nhiêu? Vậy thì mình sẽ trả lời. Thì diện tích tấm khăn trải bàn cần gì? Cần có là, được chưa? Thì các em sẽ lấy R 0,6 nhân với R 0,6 nhân cho 3,14 thì sẽ bằng bao nhiêu? 1,1304 mét gì? Mét vuông. Đấy, như vậy chúng mình đã giúp cho bạn Thành tính xong rồi nhá. Và đến đây thì như thế nào các em? Chúng ta tạm nói lời chia tay nhá.
Và các em đừng quên chia sẻ cái video và kênh của chúng mình cho rất là nhiều những bạn đang học ở trong lớp của mình, trong trường của mình, người thân của mình đang học lớp 5 nghe các em. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo. Bye bye.